Làm thế nào để mà sử dụng được một cái máy cắt cỏ hiệu quả nhất mà đỡ tốn xăng nhất? Thì hôm nay em có sẽ hướng dẫn cho anh em một chút mẹo để chỉnh xăng, để cho cái máy cắt cỏ của các anh chị sử dụng một cách hiệu quả nhất nhé. Thì cụ thể như thế nào thì tí em sẽ hướng dẫn ở phần cuối của video. Đấy, thì hôm nay em lại tiếp tục lên một lô máy cắt cỏ gồm 11 cây nhá các bác nhá. Đây hôm nay em lên gồm có hàng Oshima này, đây, hàng Copper nhá, hàng Mitsu. Đấy, thì cụ thể như thế nào thì các bác nhớ bỏ ra vài phút để theo dõi hết video giúp em, để chọn cho mình những sản phẩm phù hợp để sử dụng với công việc của mình nhá. Đấy, và khi mà các bác xem video mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Em có ghi ở trên màn hình của các bác đây. Đấy. Rồi và khi các bác mà mua hàng ở bên em thì sẽ đi kèm những món đồ như sau nhé. Đấy, đầu tiên là có cái dây đeo này. Hai là cái chắn cỏ nhé. Ba là cái chồng mở buji. Và bốn là cái lục giác này. Đấy. Và năm là cái lưỡi dao này. Và sáu là cái mũ bảo hộ nhá. Em đi kèm cho các bác là sáu món đồ nhá. Đấy, bác nào mà có mũ rồi thì các bác có thể lấy dầu. Đấy. Một lọ dầu 2T nhá. Đấy, rồi. Thôi không nói dài dòng nữa thì em xin phép được giới thiệu lô của em này luôn. Lô của em này là lô M1, M2, M3, M4. Thì hôm nay em có lên có giá từ 1 triệu 2 trở lên nhá. Đấy, thì cụ thể như thế nào các bác cứ xem là điều kiện kinh tế của mình sử dụng loại nào cho nó phù hợp nhá. Đấy, đây thì cây đầu tiên là cây M1. Em xin giới thiệu từ cây ít tiền trước. Đây M1 này là một con hàng Tanaka nhé các bác nhé. Con này công suất của nó là 22cc, nòng 32 ly. Đấy con này thì vỏ đen này. Đấy. Con này là con Tanaka giật trước nhé. Con giật đằng trước này cái cá giật của nó là bằng thép luôn. Đây con này thì tất cả máy thì nguyên zin hết. Đấy. Máy vỏ màu đen nên là em cũng không sơn sửa gì. Bởi vì sơn vào nó sẽ không mất, nó sẽ bị mất đi cái màu sơn nguyên bản ấy. Con này là bình xăng zin nhá, chế zin này, chế một kim chỉnh One Pro. Con này là con tum rời này, đấy, tum rời nhá. Đây cần lát zin này và đầu bò zin chống cuốn cỏ bảo vệ ốc rồi. Đấy. Thì cây M1 này có giá là 1.200.000 nhá. Đây em test nổi cho các bác xem. Máy thì rất dễ nổ, mà ga thì rất là bốc luôn nhá. Con này các bác mang về sử dụng gia đình thì rất là ok luôn. Giá chỉ 1.200.000 thôi. Đấy, rồi tiếp theo đến cây M2. Thì cây M2 này là một con hàng Kyodit nhá. Con này là con công suất Echo 230. Đấy, con này là con 23cc nhá, nòng 32 ly. Đây con này thì vỏ đẹp, máy đẹp này. Bình xăng zin có trợ lực nhá. Con này chế zin này. Con này là con tum liền. Cần lắp zin và đầu bò zin. Thì đặc biệt là con này là có cái một bộ tay ga ở tần cần này luôn đấy nhá. Đấy, một bộ tay ga ở cần này. Thì các bác có nhu cầu sử dụng cần này thì em muốn có một cái dây ga ngắn để cho các bác sử dụng ở cái tay ga này. Hoặc là ở đây thì em đã lắp thêm một cái bộ tay lái ở đây rồi nhá. Đấy. Rồi, thì cây M2 này có giá là 1.600.000. Đây, em test nổ cho các bác xem này. Tiếp theo đến cây M3. Thì cây M3 này là một con hàng Zenwatt Komatsu nha các bác nhá. Con này công suất của nó là 26cc, nòng 34 ly. Em cũng nói luôn là con này là cái bộ côn của nó, cái bộ ly hợp ấy là nó bằng sắt, nên là khi nổ lên thì nó hơi kêu reng reng. Nhưng mà con này thì em bao bền cho các bác luôn. Đấy. Công suất 26cc, nòng 34 ly này. Vỏ đẹp, máy đẹp, bình xăng zin, chế zin nhá. Con này là con tum giờ liền này. Đây cần lắp zin và đầu bò zin luôn. Đấy, thì cây M3 này có giá là 2.300.000 nhé. Em bao ship toàn quốc đi theo là có 6 món đồ. Đấy, cho các bác sử dụng luôn. Về chỉ việc đổ xăng vào là sử dụng luôn thôi. Đấy, em test nổ cho các bác xem này. Hey.
Rồi ok, đấy câu nó có cái tiếng kêu reng 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 ấy, nhưng mà cái tiếng này là em bảo hành cái tiếng này luôn cho các bác nhá. Đấy, rồi, tiếp theo đến cây M4 thì cây M4 này là một con hàng Mitsubishi. Con này công suất của nó là 26cc nhá, đây con TL26 này. 26cc nhưng con này là nòng của nó là nòng 33 ly nhá. Đây vỏ đẹp, máy đẹp này. Đấy. Con này là em đã thay bình xăng lớn rồi. Con này là chế zin này. Con này tum liền. Cần lắp zin và đầu bò zin. Thì cây M4 này có giá là 2.300.000 nhá. Đây em test nổ cho các bác xem này. Rồi ok. Rồi, tiếp theo đến cây M5 thì cây M5 này là một con hàng ZOB nha các bác. Con này là công suất của nó là 26cc. Con này là bên trong ti này nó chạy bằng cáp nha các bác. Đây 26cc nòng 34 ly này, vỏ đẹp, máy đẹp này. Đấy, bình xăng zin, con này có trợ lực nhá. Chế zin. Con này tum liền này. Đấy, tum liền. Đây, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản có chống quấn cỏ bảo vệ ốc rồi. Đấy, thì cây M5 này có giá là 1.700.000 nhá. Đây em test nổ này. Rồi ok. Rồi. Vừa rồi là em giới thiệu cho các bác là 5 cây máy bái nhá, máy Nhật bái. Còn từ cây M6 trở đi thì là hàng máy mới nha các bác nhá, hàng mới. Đây. M6 là một con hàng Osaka nhá. Đấy, con này là hàng 33cc. Nòng của nó là nòng 36 ly. Đây. Đấy, tất cả thì thiết kế rất là đẹp luôn, rất là chắc chắn luôn. Con này là con tung rời nhá các anh em. Tung rời này. Đây cần lắp gì rất là đẹp luôn. Thì 28 chín khía nhá, đầu bò đẹp. Con này là sử dụng một bộ tay ga bóp đây nhá. Đây. M6 nòng 36 ly, giá là 2.400.000. Đây em test nổ đây. Rồi ok. Rồi, tiếp theo đến cây M7 thì cây M7 này là một con hàng Fukuma nha các bác. Con này là hàng công suất lớn này. Con này là con 541 nòng 40 ly, công suất là 44cc nhá đây. Đấy. Bình xăng có bảo vệ bình xăng này, chế zin 3. Đấy, tất cả rất là đẹp luôn. Tum rời này. Tum lớn nhá. Đây, cần lắp cũng phi 28, dày 2 ly luôn. Các bác đi phát đồi phát sử dụng dao dài cũng ok nhá, bởi vì là con này là ti này, cái cá ống cần này là ống cần dày 2 ly luôn. Đấy. Thì cái M7 này có giá là 2.400.000. Đây, em test nổ này. Rồi ok. Rồi tiếp theo đến cây M8 thì cây M8 này là một con hàng Mitsu nhá. Con này là con Mitsu Saiko Kaiso. Đấy. Cũng hàng 541 nòng 40 ly. Con này sử dụng chế zin 3 nhá. Bảo vệ bình xăng này. Con này tum rời. Đây, cần lắp rất là đẹp này. Tem mác đầy đủ luôn. Đầu bò đẹp luôn. Con này sử dụng ga bóp nhá, công tắc tắt mở trên tay cầm này luôn. Đấy, thì cây M8 này có giá là 2.500.000. Em test nổ cho các bác xem. Rồi ok. Rồi, tiếp theo đến cây M9. Thì cây M9 này là một con hàng Osaka nha các bác. Con này công suất của nó là 44cc, hàng 541 này. Nòng 40 ly. Đây. Con này sử dụng chế One Pro này. Đấy, em quay sát vào đây để các bác nhìn thấy này. Thiết kế rất là chắc chắn luôn, bảo vệ bình xăng nhá. Con này tum rời, tum lớn, tum A30 này các bác về có thể tháo ra lắp vào máy phát điện này. Hay là bình phun vôi xịt thuốc thì rất là ok luôn.
đây, cần láp này, đầu bò rất là đẹp luôn. Thì cây M9 này có giá là 2.500.000. Em bao ship toàn quốc nhé, đi kèm cho các bác là 6 món đồ. Đây, em test nổ này. Rồi, ok. Rồi. Tiếp theo đến cây M10. Thì cây M10 này là một con hàng copper nha các bác. Con này cũng hàng 541, nòng 40 ly. Cực kỳ khỏe luôn ạ. Đây, con này sử dụng chế One Pro. Bảo vệ bình xăng rất là chắc chắn luôn này. Tum rời. Đấy, cần lắp 28. Ti của nó là ti 9 ránh nhá. Phù hợp với các bác gắn vào đầu xới đất sạc cỏ luôn. Đây, tay gà bóp này. Thì cây M10 này có giá là 2.600.000 nhá. Đây, em test nổ cho các bác xem này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đến cây M11 thì là một con hàng 541 của Oshima nha các bác. Đây, con này đây ạ, con này sử dụng chế này là chế của hãng Oshima luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Bảo vệ bình xăng rất chắc chắn này. Con này cũng tum rời. Đây, cần lắp này. Rất là chắc chắn. Con này là sử dụng một bộ tay ga bóp mỏ vịt. Đây, có cái khóa để ga tự động đây nhá. Đây. Đó. Công tắc tắt mở cũng ở trên tay cầm này luôn. Thì cây M11 này có giá là 3.400.000 nhá. Em cũng bao ship toàn quốc. Đây, bảo hành cho các bác là 1 năm ạ. Rồi, ok. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 11 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mua hàng thì các bác hãy chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 giúp em nhé. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh xăng ạ. Vâng, đây ạ. Khi nhà sản xuất người ta sẽ đưa ra thị trường thì người ta sẽ để mặc định là nó hơi ăn xăng một chút. Đấy, còn nếu mà khi các bác mà già trơn xong rồi, sử dụng xong nó trơn tru rồi thì nó sẽ tự động nó ăn xăng xuống. Còn nếu mà chưa ăn xăng xuống thì ở đây nó có một con ốc này ạ. Một con ốc này thì anh chị em chỉ cần vặn nó vào. Đây nhá, em sẽ vặn nhả ra để các anh chị cảm nhận là cái tiếng nổ máy của này. Vâng, khi anh em vặn vào mà cảm giác nó nổ to nhất mà ga không bị dù máy thì lúc đấy là nó đang ăn đủ xăng nhé. Còn khi nó mà ga mà dù máy đi thì nó sẽ bị ăn thiếu xăng. Mà nếu như các anh chị mà nhả ra mà ga mà nó không bốc được mấy thì lúc đấy nó đang ăn rất là nhiều xăng nhé. Vâng. Rồi, thì video của em hôm nay cũng đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi hết video của em. Vâng, em hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở video lần sau.